Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, Công đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức giải Pickleball với hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Tham dự giải có 50 tay vợt là những cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên được chia thành hai nội dung thi đấu gồm đôi nữ và đôi nam nữ thuộc hai nhóm A và B. Các cặp đôi được bốc thăm vào các bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai cặp đôi có điểm số cao nhất vào vòng bán kết. Giải Pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 được tổ chức với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Là một trong những hoạt động bổ ích nhằm rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa sau những giờ làm việc căng thẳng. Qua đó, tăng cường giao lưu, đoàn kết, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Pickleball là môn thể thao mới với ưu điểm dễ chơi, dễ tiếp cận. Nên tại giải đấu lần này, các tay vợt đã mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt và kịch tính.